Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sưu tầm cũng như là cách sử dụng mã giảm giá trên Lazada bằng cách sử dụng ứng dụng Lazada app. Trước khi đi vào phần hướng dẫn sưu tầm cũng như là sử dụng, mình cần phải nói cho các bạn biết có những loại mã giảm giá nào ở trên Lazada. Thì hiện tại về cơ bản trên Lazada có hai loại mã giảm giá. Một loại là mã giảm giá của shop, tức là do chính cái nhà bán hàng tạo ra. Loại thứ hai là mã giảm giá của chính Lazada tạo ra. Những mã giảm giá của shop ấy thì nó còn được gọi là những mã giảm giá dạng siêu tầm, tức là các bạn sẽ nhìn đến cái sản phẩm đấy, các bạn thấy nó có cái mã giảm giá đấy và các bạn sẽ siêu tầm nó cho nó vào ví voucher của các bạn. Còn mã giảm giá của Lazada thì nó là những cái đoạn ký tự do Lazada tung ra trong những cái chương trình khuyến mại lớn. Thì mã giảm giá của shop ấy nó chủ yếu bao gồm hai loại, đó chính là loại mã miễn phí vận chuyển, tức là khi các bạn mua một đơn hàng có giá trị từ trở lên thì nó sẽ được giảm giá một số tiền A nào đó. Còn loại thứ hai là loại mã giảm giá trực tiếp vào sản phẩm, tức là cái số tiền nó sẽ trừ trực tiếp vào cái sản phẩm đó. Ví dụ như là các bạn sưu tầm được một cái mã giảm giá 10k cho đơn hàng từ 200 000 đổ lên của một shop nào đó thì các bạn cứ mua những cái sản phẩm có giá từ 200 000 trở lên của shop đó thì các bạn sẽ được giảm giá 10 000 Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sưu tầm mã giảm giá Lazada hay nói chính xác hơn là cách sưu tầm cái mã giảm giá của những nhà bán hàng trên Lazada thì bây giờ giả sử là mình à, lướt ở trên ứng dụng Lazada đây bây giờ mình đang à, lướt đây mình thấy một có cái máy chân lông này thì mình kéo đây đó các bạn là kéo vào cái sản phẩm này các bạn nhìn ở đây nó có một cái phần à, mã miễn phí vận chuyển này rồi giảm 2k này đấy cái phần bấm để nhận ấy, các bạn nhìn thấy không ạ nó ở chính giữa màn hình ấy. bây giờ mình sẽ bấm vào đây đó các bạn nhìn thấy chưa ở đây ấy, nó sẽ có khá nhiều loại mã thứ nhất là mã miễn phí vận chuyển này thứ hai là mã giảm giá sản phẩm của shop. Thì cái mã bên trên là mã ưu phí vận chuyển được cung cấp từ Lazada. Còn cái mã dưới này là mã giảm giá sản phẩm của shop thì ở đây mình thấy nó ghi là giảm 5k cho đơn hàng từ 149.000 thì mình đến mình xem cái sản phẩm này là 108.000 này. 108.000 thì mình sẽ chọn cái mã giảm 2 000 đồng cho đơn hàng từ 99.000 để cho cái mã này vào ví thì đơn giản thôi, các bạn ấn vào nút sưu tầm đó nó bảo đã cho ở ví còn ở trên này nó nói là mã miễn phí vận chuyển thì ở đây các bạn cũng muốn sưu tầm nó thì bấm một nút sưu tầm thôi các bạn có thể bấm hết nha cứ bấm hết vào thì uh, hệ thống nó sẽ tự động chọn lựa khi mà các bạn là uh, chọn được cái sản phẩm phù hợp rồi cho vào giỏ hàng rồi thì hệ thống nó sẽ tự động chọn lựa xem là cái mã giảm giá nào phù hợp thì giả sử bây giờ mình muốn mua cái máy trên lông vĩnh viễn này thì bây giờ mình sẽ dùng cái mã giảm giá mà mình vừa sưu tầm đấy như thế nào như bình thường thôi các bạn sẽ cho nó vào giỏ hàng hoặc bấm mua ngay mình sẽ bấm mua ngay cho nó nhanh bây giờ kéo dưới này các bạn nhìn thấy cái phần mã giảm giá này không nó ghi là đã áp dụng hai mã giảm giá mình sẽ ấn vào đây đó ở đây nó bao gồm một cái mã miễn phí vận chuyển và một cái mã từ nhà bán hàng là giảm trực tiếp 2.000 đồng từ đơn hàng 99.000 những cái này ấy là nó hệ thống nó tự động tính toán và nó tự động chọn lựa từ cái ví voucher các bạn đã sưu tầm được cho nên công việc của các bạn ấy là cứ thấy cái mã giảm giá nào cái voucher nào hay thì các bạn sưu tầm cho nó vào ví và để đến lúc mình sử dụng sau. Mà các bạn cũng lưu ý là những cái mã giảm giá này nó có thời hạn. Nếu mà nó hết thời hạn thì không thể sử dụng được. Cho nên là các bạn cân nhắc sử dụng trước khi nó hết thời hạn nhé. Nói chung là cái này nó hoàn toàn tự động rồi. Các bạn không cần phải làm gì hết. Ở phần bên trên những cái mã giảm giá đã áp dụng này nó có một cái phần gọi là nhập mã giảm giá. Vậy thì các bạn nhập cái gì vào đây? Ở đây thì các bạn sẽ nhập những cái mã giảm giá mà các bạn tìm thấy ở trên lazada trong những chương trình khuyến mại này hoặc là các bạn có thể truy cập vào blog giảm giá vn tìm đến mục uh, mã giảm giá lazada và tìm kiếm xem là có cái mã giảm giá nào của lazada tung ra có thể áp dụng vào đây thường những cái đoạn mã giảm giá mà các bạn có thể nhập vào cái ô này nó là một đoạn mã ký tự và cái đoạn này là do lazada tung ra ví dụ như là mình uh, nhập một cái mã giảm giá vào đây cho các bạn xem xem có được không nha mã này thì mình cũng mới nhận được ở trên blog giảm giá thôi không biết là liệu nó có áp dụng được với cái sản phẩm này không thì chúng ta cứ nhập thử thôi à, ra ra này Hãy áp dụng đó các bạn nhìn chưa áp dụng thành công luôn này đó nhập bừa một cái thôi mà áp dụng thành công luôn này thì để tìm kiếm được những cái mã giảm giá mà áp dụng được như này thì các bạn chịu khó theo dõi kênh của blog giảm giá cũng như là theo dõi trang web blog giảm giá để có thể nhận được cái mã giảm giá như này nhé cái này là khó tìm đấy nhé, riêng cái mã đoạn ký tự này nó khó tìm đấy nhé thì các bạn không tìm được hoặc là muốn tìm ấy thì các bạn vào blog giảm giá thì tìm dễ hơn sau khi mà nhập toàn bộ những cái mã giảm giá mà các bạn đã có rồi thì chúng ta có thể kiểm tra lại những cái mã giảm giá đã được áp dụng cho cái đơn hàng này hay cụ thể là cho cái sản phẩm này ở mục là giảm giá sản phẩm khi mà các bạn nhìn xuống dưới cái phần tính tổng tiền ấy trong đơn hàng này mình đã áp dụng được 3 mã giảm giá mã thứ nhất là mã voucher của Lazada giảm 20.000 đồng mã thứ hai là mã mau voucher miễn phí vận chuyển cũng giảm 20.000 đồng và mã thứ ba là mã khuyến mại của nhà bán hàng giảm được 2.160 đồng như vậy thì trong một đơn hàng chúng ta có thể sử dụng được tới tận 3 mã giảm giá nha các bạn nhé một của Lazada này một cái của nhà bán hàng và một cái mã miễn phí vận chuyển thì sau khi các bạn đã áp dụng thành công tất cả những cái mã giảm giá mà các bạn có rồi các bạn kiểm tra lại thông tin đơn hàng một lần nữa và sau đó thì các bạn nhấn nút thanh toán như thông thường thôi khi mà các bạn đã nhấn nút thanh toán xong ấy, thì hệ thống nó sẽ báo là đơn hàng đã được đặt thành công thì bây giờ các bạn có thể ấn vào nút xem đơn hàng để các bạn kiểm tra lại chi tiết ở phần này thì các bạn có thể check lại một lần nữa những mã giảm giá mà các bạn đã sử dụng nhé như vậy trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách siêu tầm mã giảm giá trên Lazada cũng như là cách sử dụng mã giảm giá Lazada ở trong phần thanh toán nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại comment ở bên dưới video nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra video mới cuối cùng cảm ơn bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại